hai các bạn trong video này á, thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái viên pin sạc dự phòng mát xếp của Airlove Ocean mã là EVK54 đây là một cái viên pin có thiết kế cực kỳ nhỏ gọn luôn nó có dung lượng pin là 10.000 mAh khi mà mua thì Ocean họ sẽ tặng kèm cho các bạn một cái dòng 500 từ tính cái dòng này nó có cái mã là G1 để các bạn sử dụng cho những cái thiết bị hỗ trợ sạc không dây nhưng mà nó không có mát xếp thí dụ giống như là những cái thiết bị từ iPhone 8 hay là iPhone X hay là iPhone 11 ha hoặc là bất kỳ một cái thiết bị điện thoại Android nào mà hỗ trợ sạc không dây á nhưng mà nó không có MagSafe thì các bạn có thể sử dụng cái dòng 500 từ tính này dán vào ha còn ghi những cái thiết bị mà từ đời iPhone 12 trở lên á là nó đã có trang bị dòng MagSafe rồi thì các bạn có thể là sử dụng từ iPhone 12 nè, 13, 14 và 15 thì đều sử dụng được với lại là cái USB phòng này ngoài sử dụng giống như là một cái thiết bị sạc MagSafe thì nó có một cái cổng USB-C để hỗ trợ sạc ga cho những cái thiết bị điện thoại iPhone hay là những cái thiết bị điện thoại Android máy tính bảng hay là phụ kiện vô tư nha ở ngoài phần mặt trước thì các bạn sẽ thấy là có hình của cái phần chiên pin ở đây và cạnh bên đây thì nó sẽ để nhiều hơn về thông số kỹ thuật mà các bạn có thể nhìn thấy ha để rất là rõ và đặt lên trên đang đặt lên những cái iPhone luôn Osen đây và cạnh này thì nó để lại về những cái chuẩn sạc từ tính bây giờ mở ra ha Bên trong đầu tiên thì các bạn có cho mình là một cái viên viên pin trước ha, một cái viên pin. Và kèm theo đó là một cái hộp để đựng phụ kiện. Bên trong hộp thì các bạn sẽ có một cái phần túi ha, cái túi rất là dễ thương, mình khá thích Osen ở chỗ này nha các bạn. Có túi để các bạn lưu trữ được cái viên pin. Và có kèm cho bạn là một cái cáp, cáp này là cáp sạc C to C nha, cáp này thì hỗ trợ sạc khoảng 60W các bạn cứ vô tư sử dụng nha. Và kèm theo đó là một cái phần sách để hướng dẫn sử dụng và hướng dẫn các bạn chết hàng chính hãng Osen thì các bạn sẽ thấy là có một cái phần mã ở đây các bạn cào ra để chết hàng chính hãng ha nói một chút về phần thiết kế đây đây là một cái viên pin sạc dự vòng có thiết kế rất là nhỏ gọn có dung lượng pin là 10.000 mAh 38.5 Wh với viên pin này thì cái dung lượng khả dụng của nó đạt ở mức là khoảng 60 hơn 60% vì vậy khi mà chuyển đổi thông qua sạc không dây hay là chuyển đổi thông qua cổng C chịu nổ thông qua cái mạch này thì nó còn nó đó tầm khoảng cỡ 6.000 hơn ha. Vì vậy nếu mà các bạn sạc cho một cái điện thoại có dung lượng pin là 3.000 thì nó sạc được hai lần. Còn nếu mà dung lượng pin 4.000 á là nó sạc được một lần rưỡi nha các bạn. Đó, các bạn cứ tính như vậy thôi. Thiết kế thì các bạn thấy đây là một cái viên pin có thiết kế khá là đẹp. Các bạn sẽ thấy một cái dòng để biểu thị là sạc 500 mAh ở đây. Và ở trên phần này thì các bạn thấy là một cái phần Pika nè, nhìn thấy luôn cái mạch PCB của nó ha có linh kiện của nó khá là đầy đủ gồm bốn cái đèn báo dung lượng pin gồm mỗi đèn á, là 25 và một cái đèn bên đây là một cái đèn kem để báo ở chuẩn là sạc nhanh có nghĩa là chẹt đó các bạn ở cạnh trên này á, thì nó sẽ có cho các bạn là một cái đầu ga cổng UPC hỗ trợ sạc ga sạc vào ở chuẩn là 20W mặt sau thì các bạn sẽ thấy là logo của Osen và có một cái phần giá đỡ để các bạn bật cây như vậy các bạn đặt lên để điện thoại lên mắt xếp hết vô thì nó đang ở trạng thái là sạc và các bạn có thể là xem giờ luôn trên điện thoại ha đối với lại iPhone 24 trên 24 luôn các bạn sẽ thấy cái thiết kế của viên pin này á thì nó sẽ bo ha nó bo các bạn thấy đây bo đây bo đây bo và đây bo nó không cắn như các bạn cầm lên tay thì nó cực kỳ là nhỏ gọn luôn trọng lượng của nó chỉ là 185 g thôi với cái trọng lượng này thì dễ dàng bỏ vô ba lô và túi sách hoặc là các bạn có thể là cặp vào trong cái điện thoại iPhone của các bạn các bạn cầm trên tay các bạn xem giờ ha các bạn thao tác làm việc ở trên đó luôn ha thì vô tư không có sợ vấn đề bị quá dướng díu và dung lượng pin 10.000 mi bây giờ thì chuyển đổi xong khoảng 6.000 6.000 mấy thì nó đủ lớn để các bạn kết hợp với cái điện thoại iPhone các bạn làm việc khoảng 24 25 tiếng là chuyện bình thường có thể là hơn nhé bạn có thể là hơn nữa và với cái chất liệu thiết kế trên cái phần sạc chi phòng này các bạn thấy một cái màu xám khá là đẹp ha và cái màu này nhìn thì tưởng là kim loại nha nhưng mà không phải nó là bằng nhựa nha các bạn kích thước của nó là chiều dài là 103 và bề ngang của nó là 69.5 cũng giống như cái độ dày của nó các bạn thấy không nó cực kỳ là mỏng như các bạn nó chỉ đạt ở mức là 16.2 cm và với cái chuyện mà nó giác như vậy nữa thì các bạn nhìn cái đầu mỏng nó còn mỏng hơn nữa nên khi mà cầm lên thì quá là nhỏ gọn, quá là dễ thương đúng không các bạn. Về sạc không dây tự tính á, thì nó sẽ ra được cái chuẩn chi là 5W, 7.5W và 10W và 15W tùy vào cái thiết bị điện thoại các bạn nó hỗ trợ chuẩn sạc nào và hỗ trợ cấp được sạc không dây bao nhiêu W thì cái viên pin này nó sẽ đẩy được là bao nhiêu W. Có nhiều bạn nói là tại sao khi mà sử dụng những cái sạc không dây á thì thường thường nó sẽ nóng hơn so với là, là sạc có dây thì các bạn biết mà sạc có dây thì các bạn sử dụng một cái dây dữ liệu các bạn truyền từ nguồn điện ở trong cái sạc phòng đến cái cổng USB c hoặc là cổng lightning của điện thoại á. thì nó sinh ra nhiệt ít lắm nó sinh ra nhiệt chủ yếu là ở cái phần điện thoại cũng giống như là trên con chip quản lý sạc thôi còn các bạn sử dụng sạc không dây á thì nó hơi nóng là đã sao tại vì ở đây các bạn nó có một cái dòng điện ha được quấn rất là nhiều dòng ha cái dòng này nó sẽ tạo cái từ trường điện và trên cái thiết bị điện thoại các bạn á nó cũng có một cái dòng tương tự và nó có một cái bộ xử lý riêng cũng là dòng từ chừa điện nên khi mà hai cái này nó áp sát với nhau và cái này nó truyền điện qua đó là truyền điện không dây nên thường thường nó sẽ sinh ra nhiệt nhiều hơn nhưng mà các bạn cứ yên tâm nha nhà sản xuất họ đã sản xuất ra một cái điện thoại có hỗ trợ sạc không dây và nó đã hỗ trợ sạc bao nhiêu watt rồi các bạn đặt lên các bạn cứ sạc thoải mái nó nóng ở cái mức mà họ quản lý họ cho phép được và thậm chí trên những cái thiết bị điện thoại và trên những cái thiết bị mà sạc không dây này á, thì họ cũng đã có những cái phần cảm biến nhiệt độ cũng như là cái chip và họ quản lý rồi khi nào mà nó quá nhiệt thì họ ngắt họ không cho sạc nữa đơn giản như vậy thôi cứ vô tư mà dùng nha thì bây giờ mình sẽ test thử cho các bạn trên iPhone 12 Pro mắt ha để các bạn thấy là khi mà sử dụng cái viên pin này á, thì nó như thế nào và sạc ra sao có im không ha thử thôi và đây các bạn trên tay mình đây đang là Osen Airlop e EVK 54 một cái viên pin sạc dự phòng mát 10.000 mAh cực kỳ là nhỏ gọn luôn các bạn thấy đây cực kỳ là nhỏ gọn ha và đây là mình có một cái iPhone 12 Pro Max ha thì bây giờ mình sử dụng cho các bạn thấy khi mà đặt vô thì các bạn thấy nó đang nhận sạc ha và để xây ngang cho các bạn thấy được là cái iPhone này nó đang sử dụng được trạng thái là sạc nhanh à, thì các bạn thấy cái bóng đèn sạc nhanh ở đây với cái chuẩn chi này á thì với cái iPhone này thì nó đã nhận được tối đa là 15 w rồi các bạn nên khi mà các bạn dùng á, thì sẽ cực kỳ là nhanh và các bạn thấy đây cực kỳ là chắc chắn luôn các bạn thấy cái viên pin sạc dự phòng cực kỳ là nhỏ gọn trên cái lưng của iPhone ha và các bạn cầm như vậy các bạn thao tác ha các bạn thao tác các bạn sử dụng thì như bình thường thôi ha nó chỉ có một cái cục gù ghe và 10.000 mAh thì các bạn biết rồi cái dung lượng khả dụng của nó cũng khoảng đâu đó 6 000 ha, hơn 6 000 thì với cái dung lượng pin iPhone này nữa thì các bạn chiến nó đó thoải mái hơn một ngày rồi ngoài sử dụng để sạc không dây ghé thì các bạn cũng có thể là sử dụng cẩm UBC này để sạc luôn ha thì nó sẽ ghe được cái chuẩn là Power Delivery với chuẩn sạc là 20W nha các bạn cắm thử cho bạn xem ha khi mà mới cắm vô thì các bạn thấy đây thì cái bóng đèn đỏ nó chưa nhận đó các bạn đang nhận sạc nhanh đây bạn thấy bóng đèn kiểu hơi dần dần không mình sẽ cắm lại ha rút okay ra cho bạn thấy ha thì cái bóng đèn vàng nó đang ở trạng thái này không sạc nhanh cắm vô đợi một tí thì cái chip pd bên đây thì nó sẽ nhận nha các bạn nó các bạn thấy không cái bóng đèn nó mà nó lên và ở cái phần điện thoại các bạn thì nó đang sạc sạc cực kỳ là nhanh luôn nếu không thích uh, sạc có dây thì uh, mình nghĩ các bạn sử dụng sạc không dây á thì nó sẽ im hơn, nó ok hơn ha, này nó tiện hơn, massage, nó cực kỳ là dễ dàng và nó có một cái phần giá các bạn bẻ ra như vậy, nó các bạn đặt để làm giá đỡ ha, để xem ở chế độ là xem giờ luôn, nó giống như là một cái phần màn hình hiển thị khi mà các bạn đặt lên bàn làm việc á, các bạn xem được thời gian ha, nó kiểu là lịch thời gian rất là hay và nếu mà muốn sử dụng thì cứ lấy lên và bật lại để sử dụng thôi nha dễ dàng nha các bạn và đó các bạn thì mình cũng đã test thực tế cho các bạn khi mà sử dụng cái viên pin sạc dự phòng EVK 54 của Elop Ocean này rồi thì bạn đã đánh giá như thế nào ha hiện tại viên pin này đang được bán rất là chạy luôn tại sao nó bán chạy tại thiết kế đẹp nè nhỏ gọn dung lượng pin 10 ngàn bây giờ thì vừa đủ xài ha vừa đủ sử dụng các bạn không phải cầm cái viên pin nó quá lớn Tuy nhiên thì dung lượng nó cũng đủ lớn để các bạn sạc cho cái điện thoại các bạn khoảng một lần rưỡi ha hoặc là hai lần tùy vào dung lượng pin của điện thoại của bạn và có túi rất là nhỏ gọn để mang theo sử dụng nữa về link để tham khảo viên pin này thì mình sẽ để dưới phần mô tả video để các bạn có thể là bấm vào tham khảo và đặt mua ha nếu cảm thấy video hay thì nhấn like share cũng giống như là subscribe kênh của mình bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau